Các con sông ở miền Trung ngắn và dốc nên là chỉ mưa liên tiếp trong 6 giờ là lũ có thể xuất hiện. Trong khi đó, nơi đây chủ yếu là các hồ chứa nhỏ, dung tích phòng lũ không có nhiều nên là buộc phải tiến hành xả lũ về hạ du. Hiện các địa phương đang rất tích cực trong công tác di dân, sơ tán đồ đạc, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Sau khi hồ núi ngang xả lũ, nước từ hồ chứa cộng với nước sông đã gây ngập cho 6 xã ở vùng hạ du. Trong đó, thôn An Trường, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ là ngập nặng nhất. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng công an, xã đội, thanh niên xung kích tiến hành di dời dân, gia súc của 100 hộ dân. Hàng hóa, lương thực được đưa lên nơi cao giáo hơn. Các công việc đều diễn ra hết sức khẩn trương. Giờ phút này thì tương đối nhà thì cũng lo chuẩn bị từ trưa giờ, chuẩn bị tương đối ổn định rồi. Bây giờ tranh thủ đi với bà con, đi giúp bà con nhân dân ở trong thôn. Ở vùng ven sông Trà Câu này, năm nào cũng đối mặt với mưa lũ, nên người dân và chính quyền địa phương có ý thức rất cao trong công tác phòng chống mưa lũ. Hiện một số tuyến đường giao thông liên thôn, xã bị nước ngập làm chia cắt, nhiều nhà dân ở bể sông, vùng trũng đã bị ngập nặng. Triển khai lực lượng là bây giờ hỗ trợ những cái vùng mà thấp nhất để coi như là di dời những cái đồ vật của bà con nhân dân, và những cái khu nào mà ngập nước nhiều thì cứ di dời bà con lên cái nơi mà coi như là đảm bảo nhất. Thống kê ban đầu của huyện Đức Phổ không có thiệt hại về người, nhưng mưa lũ kết hợp với sóng lớn đã làm sạt lở khoảng 500 mét kè biển, cuốn trôi khoảng 1.000 mét khối đất đá của kè Thạch Đức. Hiện nay mực nước sông Trà Câu vẫn dao động ở mức cao nên huyện này tập trung chống lũ. Cũng đã chủ động là chỉ đạo cho các địa phương mà những cái vùng ven sông, ven suối, vùng ven biển, cái vùng mà thường ảnh hưởng bị triều cường ấy, thì chủ động rà soát những cái vùng mà thường bị tổn thương khi mà lũ lụt, để đưa những người già và trẻ em đến những vùng cao. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm hiện tại, bên cạnh việc gây ra ngập cục bộ tại một số xã, mưa lũ làm một người chết ở huyện Sơn Tịnh khi lội qua suối. Mưa vẫn còn diễn biến phức tạp nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.